Hôm nay giới thiệu đến anh em một mẫu xe khác của Suzuki, là mẫu xe Suzuki GZ150A. Thì cái mẫu xe này nó khác cái dòng xe côn tay khác của Suzuki Việt Nam, là vì cái mẫu xe này nó được nhập khẩu từ nước ngoài đấy, không phải lắp ráp trong nước. Những cái mẫu xe khác thì là nhập khẩu của linh kiện phụ tùng và lắp ráp trong nước, nhưng mà con GZ này thì nó lại nhập khẩu nguyên chiếc. Kiểu dáng này nó hơi kén người chơi một chút, tuy nhiên thì nó vẫn rất là đẹp. Đó, hai thùng để đồ, xe rất dài. Kiểu này thì đi chơi đi phượt thì rất là thoải mái. Bình xăng to, dáng ngồi thoải mái, chiều cao yên là vừa phải. Đó. Mà trong đối thủ cùng phân khúc thì không có con nào bằng con này. Hiện tại thì GZ đang được phân phối cái đại lý chính hãng là chỉ 65 triệu 500. Xe thì là đời 2020 hết. Máy móc các thứ này. Vành bánh rất to, chi tiết đẹp, mạ chrome đẹp, mặt đồng hồ, bình xăng, yên sau. Xe thì hiện có hai màu là màu đen và màu đỏ. Đấy, màu nào cũng đẹp. Anh chị em có xem nhu cầu muốn xem xe trực tiếp thì cứ lên đại lý.